Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Quỹ quỹ Tân Trụ tổ chức hội nghị thẩm định đề cương lịch sử đảng bộ huyện Tân Trụ giai đoạn 1975-2020. Tham dự có Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ Quỳnh Giang Thanh, Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Long An Quỳnh Thị Thu Nam. Tại khôi nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giúp bàn biên soạn bổ sung cho công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ quyền Tân Trụ giai đoạn 1075-2020. Đề cương lịch sử Đảng bộ quyền Tân Trụ giai đoạn 1975-2020 có phần mở đầu khái quát về đất và người Tân Trụ, gồm về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư, quá trình khai quang lập ấp từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Tân Trụ các chương nội dung thể hiện vai trò lãnh đạo của đảng bộ quyền qua các thời kỳ trong từng giai đoạn lịch sử như lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh giai đoạn phục hồi sau chiến tranh giai đoạn trước đổi mới và thời gian đầu sau đổi mới giai đoạn phát triển và hội nhập việc nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ quyền giai đoạn 1975-2020 có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng là văn kiện để giáo dục lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng cho đảng viên và nhân dân quyền tân trụ trong thời kỳ mới Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2023 tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh thời điểm trước Tết diễn biến phức tạp tại một số địa bàn như Đức Huệ, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Trong quý 1, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 740 vụ việc vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 52 tỷ đồng, khởi tố 24 vụ việc với 12 đối tượng. Đặc biệt lực lượng công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã kiểm tra phát hiện nhiều vụ lớn về hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong quý 2 năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới trên tuyến biên giới, địa bàn nội địa đối với các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dự báo tình hình thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh quý 2 năm 2023 tiếp tục ổn định, tình hình hoạt động buôn lậu được kiểm soát không diễn biến phức tạp. Quê đoàn bên nước vừa tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ quảng bá du lịch cho đoàn viên thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn. Đoàn đến dân hương tìm hiểu lịch sử, ôn lại truyền thống tại các di tích, khu lưu niệm luật sư quyển Hữu Thọ, khu di tích rừng tràm Bà Dụ và khu di tích đình Mương Trám tham quan trải nghiệm và vui chơi giải trí tại khu du lịch sinh thái Javi Garden. Hành trình đến địa chỉ đỏ là hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của Long An nói chung, Bến nước nói riêng, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư đến khảo sát phát triển du lịch trên địa bàn quyền. Nhằm tôn vinh giá trị tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, Phòng giáo dục và đào tạo quyền cơ dục với hợp trường tiểu học Nguyễn Thái Bình tổ chức ngày hội đọc sách để nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Hơn 500 giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia các hoạt động thi đấu vui, kể chuyện sách, mẹ đọc sách cùng con, vẽ tranh, làm sách mini. Các hoạt động được chia theo từng khối lớp, mỗi khối có chủ đề và hình thức phù hợp với lứa tuổi của học sinh thì với ngày hội đọc sách là nhằm giới thiệu cái nguồn tri thức mà thư viện hiện đang lưu giữ đặc biệt là cái trang sử vẽ vang hào hùng của dân tộc ta qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc bên cạnh đó thì ngày hội còn tạo nên cái không khí văn hóa vui tươi bổ ích cho tất cả các em học sinh tạo điều kiện tốt nhất giúp các em nâng cao nguồn tri thức hôm nay con rất là vui khi được tham dự ngày hội đọc sách đến với ngày lễ này con được làm những cuốn sách mini lễ tranh và đọc những cuốn sách con yêu thích thông qua ngày hội đọc sách nhằm góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các em học sinh đồng thời giúp cho các em học tập những gương tốt việc tốt các nhân vật sự kiện lịch sử thế giới tự nhiên khoa học để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các em song song với phát triển du lịch văn hóa lịch sử, Long An cũng đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, gia quả và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Theo đó, Long An sẽ từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo bộ tiêu chí ô cớp, gắn giới bảo tồn, phát quy các giá trị văn hóa, đáp ứng một phần nhu cầu và xu hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Tư vấn định hướng cho các hộ nông dân, cụm dân cư đang khai thác du lịch trên địa bàn tỉnh với mô hình du lịch cộng đồng dựa trên tài nguyên nông nghiệp nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, nổi bật, khác biệt, thu hút khách du lịch. Kể thành sản phẩm du lịch cộng đồng mang tính kết nối cao đảm bảo sự tương tác văn hóa giữa người dân giới khách du lịch mang lại những trải nghiệm chân thực góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa địa phương tiếp tục thực hiện các chương trình du lịch nông thôn năm 2022 phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn phù hợp chú trọng sản phẩm chăm sóc sức khỏe bảo vệ môi trường theo dự thảo nghị định của chính phủ quy định về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn, tổ dân phố đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, công chức cấp xã có các chức danh chỉ quy trưởng ban chỉ quy quân sự, văn phòng thống kê, địa chính xây dựng đô thị và môi trường đối với phường thị trấn hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường đối với xã, tài chính kế toán tư pháp hộ tịch và quá xã hội. Như vậy, so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh trưởng công an xã. Các bộ nội dụ có quy định chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở xã. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đề xuất, hàng tháng người sử dụng lao động đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp người lao động chọn phương thức chi trả qua người sử dụng lao động đồng thời cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời thông tin tài liệu liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan bảo hiểm xã hội đây liền với trách nhiệm, người sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong một số trường hợp theo quy định. Xin chuyển sang thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao đây là điều kiện để các loại dịch bệnh xuất hiện và gây hại. Do đó, để việc sản xuất đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp tỉnh Long An khuyến cáo nông dân tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm. Đến nay, tổng diện tích thả nuôi tôm toàn tỉnh là gần 1.400 hecta hiện đã thu hoạch gần 900 hecta với tổng sản lượng là khoảng 2.900 tấn, năng suất bình quân 3,3 tấn mỗi hectare. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay không xuất hiện dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm. Tuy nhiên toàn tỉnh có 50 hecta tôm bị thiệt hại do sốc môi trường và bệnh thân đỏ. Để hạn chế dịch bệnh trên tôm, Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh khuyến cáo các hộ nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, chất lượng môi trường nước. Theo dự báo thì tình hình thời tiết và dịch bệnh trên tôm có thể diễn biến phức tạp. Do đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nhằm nâng cao ý thức cho các hộ nuôi tôm về công tác phòng chống dịch bệnh. Dù lúa đông xuân 2022-2023, nông dân sốc trăng xuống giống với diện tích trên 170.000 hecta khiến đã thu hoạch trên 75% diện tích. Các giới mọi năm, dù đã cuối vụ nhưng năng suất và giá lúa vẫn giữ ở mức cao, nông dân rất phấn khởi ghi nhận tại thị xã Ngã Năm, địa phương có diện tích lúa thơm, lúa đặc sản nhiều nhất của tỉnh, với diện tích trên 18.500 ha. Đến nay, nông dân thu hoạch đạt gần 95% diện tích, với năng suất bình quân đạt trên 7 tấn mỗi hectare. Với cái số lượng mình bán năm nay giá thì cũng cứ... Theo cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa đông xuân niên vụ 2022-2023, tỉnh Sóc Trăng xuống giống trên 170.000 ha, đã thu hoạch trên 75% diện tích, năng suất trung bình 6,6 tấn mỗi ha, sản lượng đã thu hoạch là trên 850.800 tấn, với giá lúa cao hơn năm trước từ 300 cho đến 500 đồng mỗi ký. So với vụ đông xuân trước, theo tính ở thời điểm hiện nay, thì chúng tôi đánh giá là vụ đông sưng năm nay là khoảng 0,2 tấn trên một hectare à, về, về tình hình giá cả thì năm nay thì cái giá của cái lúa đông sưng tính thời điểm này là ổn định so với cái trước tết nguyên đáng là giá cũng tương đối cao và đảm bảo cái lợi nhuận trên 30% mươi cho bà con nông dân Vụ lúa đông xuân được xem là vụ sản xuất lúa chính trong năm ở tỉnh Sóc Trăng. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa đạt khá, cộng với giá thu mua ở mức cao, giúp cho nông dân Sóc Trăng tăng thêm lợi nhuận, mang đến niềm vui trọn vẹn cho người dân trồng lúa. thực hiện tháng cao điểm của thanh niên với chủ đề tuổi trẻ Long An tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuyên truyền chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và người dân. Ước tính trong thời điểm này đã có gần 15.000 người tiếp cận chuyển đổi số. Theo đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng tuyên truyền trên internet cho thanh thiếu niên, đồng thời duy trì hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp khu phố, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như là Long An số, VNEID bên cạnh đó đoàn thanh niên các cấp phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp số tổ chức hoạt động chương trình giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm ô cấp của thanh niên trên nền tảng thương mại điện tử đồng thời tỉnh đoàn phối hợp với hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tư vấn đào tạo hỗ trợ các hợp tác xã thanh niên doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp ngành nghề truyền thống tiếp cận các mô hình chuyển đổi số Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bày tỏ hy vọng có thể sớm thông qua dự luật lưỡng đảng để giải quyết những lo ngại về ứng dụng TikTok. Tại Mỹ, ngày càng có nhiều yêu cầu cấm TikTok hoặc thông qua một dự luật lưỡng đảng để cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tìm kiếm lệnh cấm ứng dụng này. Một số thành viên Quốc hội Mỹ cho biết có những quan ngại thực sự về an ninh quốc gia liên quan đến TikTok, diện dẫn các vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng. Hiện Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ vẫn chưa lên lịch điều trần để xem xét dự luật có tên gọi Đạo luật hạn chế, cho phép Bộ Thương mại Mỹ cấm các công nghệ nước ngoài có khả năng gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Nhiều khả năng phiên điều trần sẽ diễn ra sớm nhất vào giữa tháng 4 tới khi thượng viện Mỹ kết thúc kỳ nghỉ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định chính phủ nước này sẽ đảm bảo nguồn lực cần thiết cho các chương trình công nghiệp quốc phòng trong nước trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước. Phát biểu với báo giới sau chuyến thăm khu liên hiệp hải quân Itaguaí ở phía tây thành phố Rio de Janeiro, ông Lula da Silva nhấn mạnh, trong trường hợp ngân sách nhà nước không đáp ứng đủ nhu cầu về nguồn lực cho các dự án công nghiệp quân sự thì chính phủ Brazil sẽ tìm kiếm các quỹ tài trợ đặc biệt hoặc thu hút thêm vốn đầu tư từ khối doanh nghiệp tư nhân. Theo tổng thống Lula da Silva, ngành công nghiệp quốc phòng đóng góp to lớn cho nền kinh tế, giúp tạo thêm việc làm và thúc đẩy quá trình nâng cao kiến thức cũng như công nghệ cho lực lượng vũ trang. Mặc dù chi phí phát triển công nghiệp quốc phòng rất tốn kém, nhưng sẽ khiến nền kinh tế Brazil phát triển vượt bậc và góp phần hiện đại hóa quân đội nước này. Đức và Liên minh châu Âu thông báo đã đạt được thỏa thuận về tương lai của ô tô sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035 trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Thông báo trên Twitter, Liên minh châu Âu cho biết đã đạt được thỏa thuận với Đức về việc sử dụng nhiên liệu điện tử tổng hợp cho ô tô trong tương lai và sẽ phối hợp để đưa ra các quy chuẩn về khí thải đối với ô tô trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, hai bên nhất trí vẫn cho phép đăng ký xe mới sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035 với điều kiện các xe này chỉ sử dụng nhiên liệu trung hòa về khí hậu. Hồi tháng 10 năm ngoái, Nghị viện châu Âu và các quốc gia Liên minh châu Âu đã nhất trí từ năm 2035 sẽ chỉ cho phép đăng ký trong Liên minh châu Âu những ô tô mới không phát thải. Tuy nhiên, Đức lại muốn cả những ô tô mới có động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu điện tử tổng hợp có thể được đăng ký sau thời điểm này. Do vậy, kế hoạch phê chuẩn của các nước liên minh châu Âu đầu tháng 3 vừa qua đã bị trì hoãn do giáp phải sự phản đối của Đức, nền kinh tế lớn nhất liên minh châu Âu. <laughs> Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tập đoàn sản xuất ô tô Hyundai và công ty con Kia thông báo sẽ thu hồi hơn 570.000 xe tại Mỹ do có nguy cơ gây cháy nổ. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông xa lộ quốc gia Mỹ, nguyên nhân thu hồi là bởi mô đun rắc tấm điện có thể kéo dài, được lắp đặt trong những xe này bị trục trặc và được cho là có thể bị thấm nước, bắt bụi hoặc chập điện, làm tăng nguy cơ gây cháy nổ. Những mẫu xe bị ảnh hưởng do lỗi mô đun gồm Hyundai Santa Cruz 2022-2023, Hyundai Santa Fe 2019-2023, Santa Fe Hybrid 2021-2023. Santa Fe Plug-in Hybrid 2022-2023 và xe tải cỡ nhỏ Kia Carnival 2022-2023. Trước tình hình trên, Hyundai và Kia đã khuyến nghị chủ sở hữu những mẫu xe trên nên để xe bên ngoài, tránh xa nhà cửa và công trình khác cho đến khi khắc phục được lỗi.